bu lông để cho anh em tháo mở đai ốc bu lông chuyên dụng. Nhờ những con bu lông này thì nó là hàng nội địa của nước Nhật, sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản, duy nhất đảm bảo chức năng cho anh em là bắn bu lông, tháo đai ốc ha. Rồi mình sẽ báo gõ hết cho anh em nắm nha anh em. Còn cái quyền, còn cái phần còn lại á, cái phần lựa chọn á là thuộc về anh em. Anh em thích máy nào thì anh em lấy máy đó. Đó, anh em chưa có máy ưng ý thì anh em có thể xem chơi vui vẻ, tất cả anh em cùng giao lưu. Con đầu tiên này sẽ là con 469, đầu của nó là 3/4 nguyên bản nguyên zin nha. Điện áp 100V, 360W, 3.8A, 2100 vòng trên phút nha anh em. Đó, đây màn hình. Cái điều đặc biệt của những con chuyên dụng bắn bu lông này thì cái công tắc của nó là đảo chiều liên tục nha anh em. Anh em có thể bắn vào, mở ra nhanh gọn nhẹ. Dây điện nguồn nó dài khoảng 5m nha anh em. Cái chức năng anh em xem. Đây là anh em đang mở ra ha. Anh em bắn vào. Đó, anh em có thể bắn nhanh, đảo nhanh liên tục với con bắn bu lông chuyên dụng này. Đó, mã 469 giá 400.000 đồng nha anh em. Và tiếp theo 470. 470 này thì nó có khi mình lấy máy về thì nó có một cái khẩu 19 ly theo máy. Thì mình khi mình bán máy mình tặng anh em cái khẩu luôn. Tại mình giữ lại cũng không làm gì ha. Ok. Anh em lưu ý giữ giùm mình. Thì máy dính khẩu, quay có khẩu, là bán có khẩu. Ok, còn mấy máy trống thì lúc mình về không có thì anh em thông cảm cho mình nha. Mà điện áp 100V, 360W, 3.8A, 2100 vòng trên phút nha anh em. Khẩu tặng theo máy là khẩu 19 ly. Đó. Bó dụng nguồn dài khoảng 5m nha anh em. Dẻo dai, cách điện tốt. Thường thì cái dây bu lông á nó sẽ to hơn là cái dây bắn vít ha anh em. Thường là nó như vậy. Đó. Khoảng 5m nha anh em. Ok. Rồi. Vẫn là đảo chiều nhanh. Mở ra, bắn vào. Cái này rất là ok, êm ái, nguyên bản nguyên zin ha. Đẹp. Đó, đảo chiều nhanh. Hàng tất cả đều sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản nha anh em. Mã 470 này, giá 500.000 đồng. Và tiếp tục sẽ làm 471. 471 này là một con máy đến từ Electric Ambac Surance. Điện áp của nó 100V nha anh em. Toàn bộ phần này bằng nhôm ha, phần sau bằng nhựa, vẫn có hệ thống đảo chiều nhanh tại đây. Thì con máy này đầu của nó là 1/2 nha anh em. Điện áp 100V, 4.8A, 450W. Anh em có thể xem là nó sẽ mạnh hơn. Trên tem anh em có thể thấy là Made in China, có nghĩa là con này được gia công sản xuất tại Trung Quốc rồi nhập Nhật ha. Theo tiêu chuẩn của Nhật, anh em lưu ý rồi đó giùm mình. Đó, điện áp nó 100V đây, 480W. Thì có nhiều, rất là nhiều loại máy, nhiều loại cửa hàng và nhiều loại vật liệu máy móc đều được gia công ở Trung Quốc. Những cái, anh em có thể xem những cái máy mới nhất bây giờ của Bosch, máy mài, máy khoan bê tông ha, hoặc là Makita, thì nó đều gia công ở Trung Quốc. Đã gia công Trung Quốc nó sẽ ghi là Made in China nha anh em. Anh em có thể tìm hiểu thêm thông tin ở đó. Nhưng mà con máy này đảm bảo anh em là tiêu chuẩn của Nhật Bản, vì thằng Trung Quốc sản xuất để nhập Nhật thì phải theo tiêu chuẩn của Nhật ha. Những anh em nào đã hiểu gì vấn đề này rồi thì mình xin nói sơ qua, còn anh em nào muốn tìm hiểu sâu hơn thì hãy liên hệ qua số điện thoại của mình sẽ tư vấn thêm cho anh em. Ok. Thì mình nói ở đây là mình chia sẻ về những gì mình biết, chứ không phải mình cố gắng một PR một cái món hàng nào. Tại vì mình có rất là nhiều loại máy bắn bu lông, anh em không thích cái chữ Trung Quốc này thì anh em sẽ thể lựa chọn những con khác. Ví dụ như mình có Hitachi tiếp theo hoặc là con những câu trước. Ok. Rồi, tiếp theo chương trình nào. Thì con này có điều gì đặc biệt? Công suất của nó lớn ha, công suất nó lớn, đầu của nó đầu 1/2. Ok, đầu 1/2 là đầu có sử dụng, có thể gắn những cái tiếp nhỏ vô được. Tem mát hai bên đầy đủ. Nước sơn này, sơn ghim vẫn còn ha. Toàn bộ thân máy màu đen. Đó.
cầm rất là lực nha anh em. Chuyên nguồn dài 5m, đó là điều tất nhiên ha. Rồi, cái tính năng anh em xem. Đảo chiều. Rất là mạnh mẽ anh em ha. Dàn máy rất là ok. Mã 471 bu lông 1/2, giá 600.000 đồng. Cũng có máy bào. Máy bào này thì trên tinh thần là bào 82 ly anh em. Con này của hãng Makita, điện áp 100V, 480W, 15.000 vòng trên phút, 5A, được sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản. Cặp lưỡi zin theo máy vẫn còn đầy đủ cho anh em. Okay. Tùy chỉnh độ nông sâu ở đây vẫn hoạt động ok. Vào ra. Dây nguồn dài trung bình 3m anh em. Tới chức năng anh em xem. Mã 501 giá 400.000 đồng anh em. Bào 1900B 100V 580W 6A 15.000 vòng phút, bào 82 ly. Cặp lưỡi zin vẫn còn. Anh em xem. Đây là phần dính bẩn nha anh em, chứ không phải là bị gì hết nha, đây là phần dính bẩn thôi. Ok. Lưỡi bào zin vẫn còn rất là bén nha anh em. Đây, tùy chỉnh độ trong sau. Ra. Yeah. Vào. Rồi, ok. Tem mát đầy đủ, ngoại hình hai bên. Tới chức năng anh em xem. Dây nguồn dài trung bình 3m nha anh em. Máy mạnh mẽ ha, đảm bảo chức năng cho anh em bào cây nhanh, gọn, lẹ, đẹp. Mã 502 giá 450.000 đồng anh em. Tiếp theo, con máy mà bào đẹp nhất của Makita. Mình đang nói con máy bào đẹp nhất của Makita nha anh em. À, nãy giờ là 3 con Makita ha. Ok, điện 100V, 580W, 6A, 15.000 vòng trên phút, lưỡi 82 ly. Đây, ngoại hình thì chính là làm sao cho anh xem. Ok chưa, ra nè. Ha, vô. Rồi. Cặp lưỡi bào zin theo máy vẫn còn anh em, cực kỳ bén ha. À dạ, một điều anh em chú ý này giùm mình, tại vì mình có một cuộc điện thoại có một câu hỏi rất là hay, là tại sao cái máy bào này nó bào không ăn, máy bào mà bào gỗ không ăn, là tại vì khi á anh em hãy xem nè, khi mà mình test máy á, mình hay dặn cái đế bào này anh em, nó xa ra, nó ra nó có khoảng hở để cho anh em xem cái độ tăng đưa của nó đó, nghe lên xuống á, thì vô tình cái đế này nè nó cao hơn cái lưỡi. Khi để xuống mặt đất, mặt bàn, mặt gỗ, anh em có thể xem cái đế này nó cao hơn cái đỉnh này, cái lưỡi bào này, nên nó bào không được, nó không ăn. Nên khi anh em về em dặn cái này vào cho mình đó, ha. Một phần mình để cho nó cao lên lại, mình khi mình vận chuyển mình bảo vệ cái lưỡi nó luôn đó. Bây giờ anh em dặn sát vô thì cái lưỡi nó lòi ra nè, thì anh em cứ bào thoải mái. Ok chưa? Thì mình đã giải đáp cho anh em đó ngay trong cái cuộc điện thoại đó, cho anh em đã bào thành công rồi. Ok. Mình cố tình dặn ra để khi vận chuyển thì cái đế này nó sẽ chịu tác động bảo vệ cái lưỡi cho nó an toàn. Cơ bản là vậy thôi chứ không có gì nha anh em. Anh em nào biết rồi bỏ qua, anh em nào chưa biết thì thể xem thêm để biết thêm chút xíu gì đó. Dây nguồn nó dài khoảng 3m. Dây zin cũng không Makita luôn nha anh em. Ok. Test chức năng anh em xem nè. Nguyên bản nguyên zin từ cái lưỡi tới cái đế cao su, cái này cộng dây nguồn tới cái chu zin luôn nha. 503 máy zin nguyên bản giá 500.000 đồng. Tiếp tục là một con máy đẹp, không những đẹp mà còn độc nữa.
máy bào Toshiba keng luôn anh em. Nếu mà so với máy mới luôn thì nó khoảng 99% so với máy mới ha. Đây, đây xem ngoại hình con này cực đẹp nha, dành cho anh em thích hàng độc đẹp nha. Điện áp 100V 470W, lưỡi 82 ly, 15.000 vòng trên phút, 4.8A, Toshiba sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản. Thì chỉnh độ nông sau, mọi thứ hoạt động ok, đế sạch đẹp, lưỡi thay máy, cặp lưỡi zin vẫn còn nha anh em. Ha, đây cặp lưỡi zin vẫn còn, ok chưa? Ha, rồi cái đế cái lưỡi nó đã qua sử dụng nên anh em thấy có dính mặt cưa trong chỏng, nhưng mà đây là phải nói là con máy xuất sắc nhất trong những cái lô bào hôm nay. Vì sao? Sạch đẹp mới và nguyên bản, nguyên bản nha anh em, quan trọng cái đó ha. Rồi đây anh em hãy xem keng luôn anh em, 95-99% so với máy mới anh em. Rồi test chức năng anh em xem, máy đã mới rồi thì máy móc chạy có im hay không là điều quan trọng ha. Rồi test chức năng anh em xem luôn. Máy móc cực kỳ im, anh em có thể để ý hồi nãy là khi mình test máy mặt cưa vẫn còn văng ra ngoài, có thể là nói là con này là hàng đang sử dụng nha anh em. Đó, đang sử dụng của người Nhật Bản ha. Đó, test chức năng anh em xem cái nữa nè, cò cực kỳ nhạy anh em, cò đây ha. Nếu anh em nào có đang có sở thích sưu tầm thì con này cũng rất là ok. Vì sao? Vì nó độc nhất, độc nhất nha anh em, đẹp độc, ngoại hình của nó thì cũng rất là ok nữa. Đó, rồi mã 504 giá 600.000 đồng dành cho anh em sưu tầm. Đó, mỗi chức năng đều hoạt động ok hết ha, đẹp độc, anh em có thể sử dụng như máy bào thông dụng và anh em phải trưng như một cái đồ chơi. Đó, ok. Tiếp tục thôi nào. Đây là con máy bào 82 của Ribi, con này cũng là bản giới hạn luôn ha. Điện áp 100V 480W, sorry anh em, 450W, 15.000 vòng trên phút, 4.7A, thì chỉnh độ nông sau đây anh em. Lưỡi bào zin theo máy vẫn còn, đây cặp đó, ngoại hình rất là ok nha anh em. Điều đặc biệt là con này có hắn từ nha anh em, máy bào này có hắn từ ha. Test chức năng anh em xem, buông ra là tắt liền anh em. Ok, đối với con máy bào này thì mình có thể chia sẻ là dành cho anh em thích sự hiện đại, vì con máy bào này, máy bào đời rất là cao anh em, hiện đại, nhìn thiết kế là nó khác xa với những con máy hồi nãy rồi ha. Thiết kế hầm hố hiện đại, tem mát đầy đủ rõ ràng, có lưỡi zin theo máy, zin toàn bộ từ trong ra ngoài, thắng từ đầy đủ. Ok, mã 505 giá 550.000 đồng anh em ha. Anh em muốn giá rẻ thì hãy lựa chọn những con máy hồi nãy mình đã quay cho anh em xem rồi, cảm ơn anh em. Còn anh em muốn máy đời cao, thắng từ, xịn sò, thiết kế hiện đại, anh em hãy lấy con này 505 giá 550.000 đồng. Mọi chi tiết anh em hãy liên hệ qua số điện thoại này anh em, đó là số điện thoại chính chủ ha. Và thêm nữa thì mọi thông tin á mình đều để dưới phần mô tả, cũng giống như là Facebook nè, Zalo, rồi trên TikTok, mọi thứ mình đều để dưới phần bình mô tả hết anh em. Anh em có thể xem thông tin mình đó ha, cung cấp những thứ gì thì mình đều ghi đó, anh em xem trực tiếp ở đó. Ok, thì chúng ta sẽ bắt đầu với những con máy cực kỳ được nhiều anh em yêu thích, đó là cưa kiếm, cưa lọng và cưa xích. Let's go. Trước khi đến với những con máy đó thì chúng ta sẽ đến con nhỏ mini anh em. Và đây là chà nhám rung, chà nhám gung vuông nha anh em.
Hoàng đế nhớ là cơ bản là vuông. Thì nói trà nhám cũng vuông để phân biệt với thằng trà nhám chữ nhật thôi nghe em. Đó. Ok. Rồi thì con này mã của nó 459 ha. Anh em có thể xem cái phần giữ giấy nhám phía trước của nó đây. Gài vào. Đây. Và phần phía sau. Gài vào. Ok. Rồi, cái phần tem mát và ngoại hình. Thì đây. Mini Sander sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản. Điện áp 100V. 180W, 13.000 vòng trên phút anh em ha. Đó, công tắc nằm dưới đây. Một chức năng duy nhất. Trà nhám rung. Test chức năng anh em xem. Công tắc off on này anh em ha. Kẹp giấy nhám vào, yeah. Trà vật liệu mình cần trà, ok. Không cần phải cầm tay ngồi trà sẹt rất là lâu nha anh em. Gắn vào cái máy và cầm cái máy trà thôi. Cái máy sẽ làm thay việc mình nhanh gọn lẹ hơn. Và mã 459 này giá cực rẻ, chỉ có 250.000 đồng. 250.000 đồng nha anh em cho một con máy trà. Cải thiện tốc độ trà nhám của anh em mình, ok. Trên tinh thần của 459 thì 460 vẫn vậy nghe này. Cũng Mini Sander. Tem mát đầy đủ giá 100V, 180W, 13.000 vòng trên phút và vẫn là trà nhám gung. Vô. Đây, phần trước, phần sau cơ bản hai nó là anh em gục chứ nha. Rồi. Và test chức năng 460 nghe này. Trên tinh thần là như nhau ha. Và giá như nhau, 460 vẫn là 250.000 đồng. Tiếp theo là nếu mà con trà nhám gung đó chưa làm cho anh em thỏa mãn cái phải gọi là cái yêu cầu cao của bản thân mình thì đây sẽ là một con chắc chắn anh em sẽ hài lòng. Trà nhám gung vuông của Makita. Điện áp 100V, 200W, 2.1A, 14.000 vòng trên 1 phút nha anh em. Sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản ha. Đây. Ngoại hình nha anh em. Có trà nhám vỏ thau bụi vào đây luôn ha. Ok. Test cái giữ giấy nhám phía sau. Và vào. Giữ giấy nhám phía trước. Đây. Của chính hãng Makita nha anh em. Rồi, ok. Test chức năng anh em xem. Công tắc off on ở đây ha. Đây, mở lên lại. Đó, ok chưa? Mã 461 máy chạy nhám rung Makita đời cao, giá 350.000 đồng. Tiếp tục với máy thổi. Con thổi đầu tiên sẽ là con thổi 457 của hãng Makita. Ngoại hình tem mát. Tên hiệu của nó là 4014N. 6.3A, 16.000 vòng trên phút, điện áp 100V, 600W. Cái này cái tem đề can bảo vệ tem vẫn còn nha anh em. Nha, để mình tháo ra cho anh em xem. Cái tem của nó là mới. Đây. Lớp đề can vẫn còn ha, bảo vệ tem cực kỳ rõ cho anh em. Đây, dỡ ra là sáng bóng luôn nha anh em. Ok ha. Rồi mình sẽ test chức năng anh em xem. Anh em dễ mấy cái ngạnh của nó vẫn còn nguyên nha anh em. Dễ khi anh em gắn ống vào vẫn ok ha, ngạnh còn nguyên, ngạnh hai bên còn nguyên. Rồi bó dây điện nguồn dài khoảng 5m, ok. Dây zin của thằng Makita luôn, ok. Test chức năng anh em xem. Cò cực kỳ nhạy. Cực kỳ mạnh, thổi tối đa khoảng 2.9 nha anh em ha. Mã 457 giá 400.000 đồng.
458. Một con máy thổi đời cao, sánh ngang với con Makita. Con này có tên là RB40XA. Thổi tối đa 3m8, mình hãy xem. Từ cái ống này ra 3m8 nha anh em. Điện áp 100V, 550W, 5.8A, 16.000 vòng trên 1 phút ha. Đây, anh em xem ngoại hình. Con này rất là mới nha anh em. Rồi. Dây nguồn dài khoảng 4m của hãng Makita. Ủa lộn, sorry anh em, của hãng Hitachi. Có in lên cái đầu dây nguồn ghim luôn. Đủ ghim luôn. Rồi, tất chức năng anh em xem. Còn thì chạy nha anh em. Cực mạnh ha, mã 458, giá 350.000 đồng ha. Cơ động mã 463, con này có giữ lưỡi đế inox ha, có giữ lưỡi bằng inox. Điều tốc điện áp 100V, 380W nha anh em. Có điều tốc, tùy chỉnh tốc độ động cơ từ 800 đến 3200 vòng trên phút. Chất chức năng anh em xem. Đây, cái lưỡi đang đá nghe nè. Rồi, tùy chỉnh tốc độ nè, từ khi chậm nè. Mức 2, mức 3, 4, 5, mức 6. Sáu mức tùy chỉnh tốc độ động cơ ha. Khi anh em cái đế này mà đi nóc luôn, anh em tháo hàng lục giác này để anh em nghiêng qua 30, 15, 45 độ như này, nghiêng qua nghiêng lại được ha. Rồi ok, mã 3463, giá 350.000 đồng nghe nè, tặng anh em lưỡi luôn. Trước màn hình anh em đây là con 494, con này của hãng Hitachi, lưỡi theo máy, lưỡi hợp kim nha anh em ha. Đế nhôm, ok, tùy chỉnh cắt được 15, 30, 45 độ, tem mát thì đầy đủ, lưỡi của nó là lưỡi 165, vì điện nguồn nó dài 5m nha anh em. Điện áp 100V, 1010W, 10A, 5000 vòng trên 1 phút, dùng lưỡi 160 và 165 ha. Trên lệch 5 ly không quan trọng anh em ha, lưỡi theo máy lưỡi 160. Lưỡi hợp kim luôn. Đó, đây. Tình trạng máy đã qua sử dụng ha. Rồi, máy này như thế nào dành cho anh em sử dụng chức năng nè. Lưỡi theo máy lưỡi hợp kim. Hợp kim vẫn còn đầy đủ anh em, vẫn còn cực kỳ bén ha, cắt nét rất là đẹp. Dây nguồn, dây gin của nó luôn. Gin theo máy luôn anh em ha, dài 5m, test chức năng anh em xem. Có thắng từ. Máy game máy có thân từ đời cao, ngoại hình không được đẹp dành cho anh em sử dụng chức năng ha. Không được đẹp chỗ nào, thứ nhất là cái lưỡi nó xấu, cái lưỡi nó không đẹp thôi. Nhưng mà hợp kim, zin vẫn còn, và cái đế là vẫn là đế nhôm đó. Mã 494 giá 400.000 đồng, 400.000 đồng dành cho em sử dụng chức năng. Phay 465, con này của hãng Home Tool nha anh em. Máy phay 6 ly 3. Điện áp 100V, 360W, 3.8A, 2.800 vòng trên phút nha anh em ha. Đây. Đó, test máy cho anh em xem. Cực kỳ em máy nhẹ nhàng ha. Máy phay 6 ly 3. Máy phay hay gọi là máy sôi đó. Mã 465, giá 350.000 đồng nha anh em. Máy cắt sắt thủy lực. Con này thì do ông chú của mình, ông gửi cho mình thanh lý giùm ha. Mình thì không gành về cái máy này, mình chỉ biết nó có một cái gọi là nhiệm vụ chức năng duy nhất mà nó đảm bảo ok nhất là cắt sắt. Máy cắt sắt trợ lực 18 ly, sau khi anh em 16 ly, tối đa 16 ly anh em.
cắt tối đa 16 ly. Điện áp của nó là điện 100V nhưng mà đã quấn lại 220V luôn rồi ha. Bây giờ mình sẽ test máy cho anh em xem. Đây là sắt, mình không biết sắt ô môi này không biết dày bao nhiêu, nhưng mà cái lưỡi này là tối đa 16 ly nha anh em. Rồi bây giờ mình sẽ để vào mình cắt thử cho anh em xem ha. Không biết để sao mới đúng. Rồi cắt đại nha anh em. Cái gì đó, cái máy này nó có gì thôi. Để nó hơi ồn, để đến này đi, nó bất ồn nha em. Thì đơn giản là cắt sắt gì đó anh em. Máy cắt sắt tối đa 16 ly, điện áp của nó 220V nha anh em ha. Thanh lý anh em giá 2 triệu nha anh em, chuyên cắt sắt ha. Rồi ok, mình chỉ một máy duy nhất thôi nha anh em, cho nên em lấy máy này anh em chỉ cần nhắn cho mình là máy cắt sắt trợ lực là lụm. Rồi xong, cũng là chức năng quan trọng nhất đối với những cái dòng khoan này nha anh em. Đây mã con này là mã 483, điện áp 100V 500W, tên của nó là 2-22E. Con này được sản xuất lắp ráp ở tại Đức, nhập Nhật nha anh em. Điện áp 100V ha, 5.3A đây, Made in Germany đó, xịn Nhật nha anh em. Sorry anh em, xịn Đức ha, chứ không phải hàng nhái hàng tạo ha. Khi anh em mua máy về anh em cứ chết thoải mái, nếu đây là máy Trung Quốc thì mình sẽ tặng anh em cái máy này luôn, còn đền tiền lại cho anh em uống cà phê chơi. Test chức năng giữ mũi. Rồi ok, test chức năng khoan thường. Chứ khi để chân khoan thường là cái búa nó hướng lên trên anh em. Điều tốc cò, bấm chậm nhẹ bấm mạnh nhanh ha. Chức năng khoan búa, chức năng tạm thương hiệu Boss nè anh em. Trần cơ rất là phê ha, cực kỳ xịn sò. Mã 483 giá 600.000 đồng, tem mát đầy đủ nha nè, tem mát đầy đủ, ngoại hình đây đó, dây nguồn dài 5m, tháo lắp mũi đơn giản gọn gàng. 483 giá 600.000 đồng. 485 một con máy đời cao hơn, có ống hút thổi bụi đó, có hệ thống hút thổi bụi nha nè. Made in Germany, điện áp 100V, 500W, 5.3A. Tích chức năng giữ mũi cho anh em xem. Dây nguồn dài 5m nha anh em. Hai chức năng khoan thường và khoan bê tông. Tích chức năng khoan thường. Chức năng khoan bê tông. Có điều đốc cò, anh em bấm chậm nhẹ bấm mạnh anh nghe anh em. Đảm bảo chức năng anh em sử dụng, Boss xịn, Đức nhập Nhật. 485 giá 650.000 đồng nghe anh em. Có mà vài trăm ngàn mà có mấy con Boss xịn xài quá đã. Đầu tiên 490 H41XA2, điện áp 100V, 1050W, 11A, chuyên đục Hitachi, sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật. Một chức năng duy nhất đục bê tông, dây nguồn dài 5m nha anh em. Test chức năng anh em xem. Ok, bao đục cho anh em thoải mái. Mã 490 giá 750.000 đồng, tặng một mũi đục Nhật cho anh em luôn. Tặng một mũi đục xịn Nhật luôn anh em. 490 giá 750.000 đồng.
Tiếp theo, một con đục đời cao hơn, con này của hãng Hikuki nha anh em. Ha, của hãng Hikuki, tem mát cực kỳ đẹp luôn. Điện áp 100V, 1050W, 11A. Đó, 41SA3, con hạ đời cao hơn con kia một đời. Rồi, con kia là SA2, con này SA3 ha. Để mình xem mà nó có chức năng khoan không. Con này không có chức năng khoan nha anh em, chỉ chức năng duy nhất là đục thôi ha. Chuyên nguồn dài 5m. Các chức năng anh em xem. Muốn thử chức năng có khoan không thì mình gắn cái mũi khoan vào mình biết liền. Gắn vào không được nha anh em. Ha, con này không có chức năng khoan nha. À, anh em xem cái dàn hơi của nó đẩy ra nè, nhấy vào buông ra. Đó. Một chức năng nhất đục bê tông mã 491. Giá 750.000 đồng luôn. Đời cao hơn chút xíu nha anh em. Vẫn tặng mũi ghim theo máy bình thường. Tiếp theo, 489 đục Makita, có tay cầm hỗ trợ đầy đủ ha, chuyên đục 760W, điện áp 100V, 2900 vòng/phút. Em gắn mũi vào test cho anh em xem. Bối dịu nguồn dài 5m của Makita luôn nha anh em. Đây, ghim điện vào. Ghê không anh em? Ok ha, mã 489, không nói nhiều. Chức năng thôi, quá phê. Giá 800.000 đồng, tặng mũi đục cho anh em luôn. Đục như châu hút nha anh em. Rồi, và đây là con máy cuối cùng của video ngày hôm nay của chúng ta, sẽ là một con cưa trượt đến từ thương hiệu Makita nha anh em ha. Con này cưa trượt kép, tổng cộng nó có 4 thanh, sẽ có được giúp cho chúng ta cái đường trượt nó chuẩn hơn nha anh em. Do đường trượt của ta nó ngắn và nó sẽ đầm hơn ha, trượt kép. Đó, xoay mâm bên trái 45, bên phải 45, xoay hai bên nha anh em. Giờ phía sau thì nó có sẽ xoay lật. Ha, xoay lật được hai bên thoải mái. Rồi, tên của nó là LS0715F nha anh em. Viên nguồn dài khoảng 5m. Xoay qua đây coi cho anh em xem tên. Đây, LS0751, điện áp 100V, 12A, 1050W, 4500 vòng/phút nha anh em. Test chức năng anh em xem. Điện áp 100V nha anh em. Đây có báo nguồn ha. Đơn giản, gọn gàng, cưa trượt, trượt êm ái nhẹ nhàng nha anh em. Ha, ok. Con này không có mã số nha anh em, mình chỉ có một máy duy nhất ha. Anh em cần sử dụng máy này thì liên hệ với mình số điện thoại 0964888759. Đó, đây là con cưa trượt Makita ha. Anh em lấy mã này thì nhắn cho mình, cưa trượt Makita. Con này là giá 2 triệu nha anh em ha. Giá 2 triệu đó. Anh em chuyển khoản đầy đủ giá trị đơn hàng mình sẽ bao ship. Anh em muốn nhận hàng thanh toán như lòng cọc cho mình 10% giá trị đơn hàng nha. Không những từ con máy trượt này nhưng mà
tất cả các máy nào cũng vậy nghe nè, đơn hàng trên 500 ngàn đồng anh em vui lòng cọc mình 1% mình mới gửi ha, thông cảm nghe nè. Tại vì mỗi mã số mình có một máy duy nhất nhưng mà nhiều anh em hỏi quá, anh em nào cọc trước thì mình sẽ bán cho anh em đó ha. Rồi ok, thì video đến đây xin phép tạm dừng. Mọi thông tin liên lạc mình sẽ để dưới phần mô tả, anh em xem trực tiếp dưới phần mô tả giùm mình. Ok, mọi kiến đóng góp anh em hãy vui lòng viết lại ở dưới phần bình luận. Cảm ơn anh em rất nhiều. Xin mời anh em ấn vào nút đăng ký kênh, ấn vào cái chuông để theo dõi những máy mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý khách đã xem video. Hẹn gặp quý khách trong video sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại. Hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những máy mới nhất. Xin cảm ơn.